Con cối nha mình, cối Coca-Cola. Này hàng xưa nha, chứ không phải hàng mới đâu. 950 lần đó. Lửa 10 lên 10 ha. Cối xưa, cối Mỹ nha mình. Con này cái hãng của nó nằm Mỹ Đức nè. Con này là cối Mỹ nha. Hàng kem này, nó làm Coca-Cola, làm chai bia rồi rất là nhiều ha. Đó. Mấy anh để trên bật lửa của mấy anh á, mấy anh để trên bàn, bạn của anh không biết đây là cái bật lửa luôn. Rất là độc mà là hàng xưa nha, chứ không phải hàng mới bây giờ đâu. Của Mỹ.